Hôm nay một ngày mới, sáng chủ nhật. Bầu trời hơi lạnh nhưng mà lòng người thì ấm. Ấm không? Thử mấy bà con ấm không? Ấm quá, ấm luôn. Ấm luôn. Mình có một cái gia đình, có huynh đệ tỷ muội, những người hiền ngồi đây không à, những chiến sĩ, những đứa con ưu tú của Thượng Đế đi lớp đầu và ngồi đây, còn ngoài kia biết bao nhiêu người còn lặng hụt và đi lầm đường lạc lối ngày qua ngày, rồi tới tuổi già bệnh tật và sầu khổ buồn chán, là depression. Nó Mỹ này đa số là bị depression, nên các con trước đây có depression á, mà vô họ thiên rồi á, cái depression này chắc nó sẽ tan liền á, phải không đệ tử Tiến? Trước tiên cho bộ không có gì, chỉ mong tất cả khi mà biết Thiên Long Sơn bây giờ mang họ thiên thì cái bệnh trầm cảm hàng ngày và sự lo lắng về con cái á, những cái câu hỏi, những cái nghiệp của con mình. Và hôm nay á, đệ tử này giỏi độ được hai đứa con mang hội thiên á, để sau này nó giúp ích cho quốc gia, còn hơn mai mốt lấy vợ lấy chồng lấy người Mỹ đi luôn. Để hỏi Việt Nam là nước nào, ô chút xíu đâu phải nước của tôi luôn đó, mệt không, nên cũng có phước. Làm gì làm, mình trước tiên phải có đời sống mạnh khỏe, sức khỏe và vui vẻ thì mình mới có tuân theo 12 giới luật của cha mẹ, trong đó có nhân chí tính lễ nghĩa. Nội cái chữ lễ nghĩa thôi á là mình đã đi chậm lại hàng ngày, cái tâm mình chạy ồn ào lao xao quên cha quên mẹ quên bớt đê ông bà mình luôn rồi, thì chỉ cần làm món nhỏ xíu trong đó thôi là mình đã thấy gia đình thay đổi rồi. Nhanh muốn làm con người tốt á là đầu tiên á, trước khi mình làm gì, quyết định gì mà có hại người á, nhìn mình là họ thiên giữ 12 giới luật, cái nhẹ nhàng thôi là mình đã không có muốn ra đường nó láo ai rồi. Hẹn ai á, gán đến đúng giờ mới thành công. Mình hẹn 12 giờ 11:45 là mình phải tới trước 5 phút, không có trễ. Để đó là cái thói quen chứ nó không phải là giờ giấc. Giờ giấc là do chính mình quyết định. Muốn qua Cali thăm Thiên Long Sơn là cứ đi. Còn cái nó xa quá, ngồi máy bay cũng như ngồi ngủ thôi, 10 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng. 10 tiếng thì ngủ một giấc dài, 2 tiếng thì ngủ một giấc ngắn, nắp cũng tới gặp được cha được mẹ. Đó là cái tâm, cái lòng. Làm nhân thì phải đúng cho nhân, nhân cách. Con họ thiên không có làm mất mặt Thượng Đế nha. Con mang họ thiên không có ra đường muốn làm gì làm, muốn là lấy lợi cho mình mà làm khổ người đừng nên làm nha. Thấy chuyện gì đúng á, bập liền làm liền. Chuyện gì sai hay để suy nghĩ là 24 tiếng. Nói mình suy nghĩ 24 tiếng thôi, cái mình nhớ 12 giới luật cái là mình sợ mình không dám làm, là thấy đỡ một cái nghiệp rất là lớn rồi đó. Trí là trí tuệ, trí tuệ là mấy con đọc kinh ngồi thiền là tự động nó tăng lên mỗi ngày. Hay ngồi thiền á, cái energy của mình từ mình có màu đen, cái hôm nay giờ thiền lên màu xám, lên màu xám cái từ từ lên màu trắng, màu trắng cái lên sáng rực, là một dòng. Cái từ từ cái hai dòng, nhưng mà hai dòng thì sư phụ nghĩ hơi khó đó, phải nhập thất rồi phải cắt ái ly thân rồi, sư phụ không có muốn mấy đứa tử cắt ái ly thân, yêu cho đậm đà vô, gia đình phải hạnh phúc, mình mới tu nghe, để gia đình không hạnh phúc thì không có nên. Ở trong đây mình có một đệ tử Thí, thành Thí bị chồng cấm không ở đây cũng tội nghiệp. Hiểu lầm thôi, chưa từ từ đấy, từ từ đến thí độ. Tại vì lúc đầu á mà mấy con không làm đúng như phụ nói là phải đừng có
đừng có làm cho người ta, nhiều lúc người ta không có muốn nói xấu cha mẹ thượng đế tà đạo, người ta không có nói xấu Thiên Ấn Kiệt là dị đoan ảo tưởng, thì mình cứ chậm chậm từ từ, mình phải đừng có nghĩ là ai cũng có cái lối suy nghĩ giống mình, ai cũng có lòng tin giống mình và ai cũng có cảm nhận giống mình. Mỗi người mỗi khác, chung nhà chung giường chứ là khác mộng không đó. Thì cẩn thận thì từ từ mình mới độ được. Lễ thì cái lễ nghi á của từ xưa tới giờ á, cúng kiến ông bà, ông bà rất là chờ những cái ngày lễ dỗ, đám dỗ hay là Tết rồi đó, thì nhà nào họ Thiên cũng phải có một cái bàn thờ thờ tổ tiên. Trước khi mình thành Phật mình cũng phải trả ơn cái xác phàm đúng không? Rồi cái mình, nhưng mà mình để chữ cũ quyền thất tổ. Ví dụ mình là họ Nguyễn, ông chồng mình họ Trần, thì mình cũng để hai đàn trai đàn gái hai bên vậy đó, hai cái bà dì họ Nguyễn họ Trần, chứ mình đừng có để cái hình của má ruột mình bự tổ bố, còn hình của má của ông chồng mình có chút bẻo, mỗi ngày ông vô ông thấy nhiêu thôi là ông cũng phát ghét mình nữa. Cái tâm con người nó tính ghê gớm lắm, từ ly từ tí. Thì mình chỉ để chữ cổ quyền của ông, cổ quyền của tôi hai bên giống nhau. Ví dụ cái hình của bên bên mình 8 với 10 thì bên kia cũng 8 với 10. Đó vậy đó. Ví dụ mình đốt nhang, mình đốt hai bên, hoặc mình để một chậu nhang đốt cái chung luôn cho khỏe, khỏi bị ngợp. Bớt khói, nhân lễ nghĩa, trí tính, phải có hành tính. Mình hứa cái gì mà đừng có theo cái cảm tính của mình, đụng gì hứa cái là không nổi, thà không hứa mà làm mới hay đó. Đó là cái căn bản đầu tiên của 12 giới thiên tâm. Tất cả các lãnh tụ quốc gia và nước Việt chỉ cần cái giới một giới đầu tiên thôi thì là quốc thái dân an rồi. Nhưng mà khổ ăn cái là mấy đại ca là không nổi. Giới thứ hai của thiên tâm là không giết người, không tự tử, không sát sanh, không hại vật, không phá thai, nên ăn chay hoặc tam tịnh nhục. Không giết người là với mình đừng tưởng là mình người này giết người này, hay là bác này lụi bác này, không có. Giết người có nghĩa là đập con ruồi cũng là giết người á, đập con kiến cũng là giết một mạng người. Cho nên trong thiên tâm nó có cái câu mà thụ dạy á: tuần chiêu dần đáng trực chi mộ, nhất thiết chúng sanh tự hồi hộ, nhược ư túc hạ tán kỳ hình, nguyện như tức thời sanh tịnh độ. Nghĩa là mình vô tình trên cái gót giày của mình, trên cái đế giày của mình, mỗi một ngày mình đã dậm lên biết bao nhiêu chúng sanh ở dưới chân, dưới đế giày của mình tan nát, là tán kỳ hình đó, thì mình độ cho nó luôn. Vừa giết nó vừa độ nó. Nó thật, đừng con mới nói là mỗi ngày mấy con không có giết ai à, bảo đảm có, đừng chối, có không? Đừng có nói là không biết, không có tội. Hôm nay mình biết rồi thì mình phải sửa tâm từ bi. Thấy một con vật ở ngoài đường bị xe cán cũng phải niệm Phật cho nó. Đi ngang cái nghĩa địa phải chấp cái tay chào người ta, cả triệu người đang, cả triệu cặp mắt đang ngó mình á, mấy con đâu có thấy. Mỗi bữa chiều á, nó ngồi trước chỗ cái tấm bảng thì cũng thấy hoài, nó ngồi nó chơi nó ngó, ma nó ngó người chạy xe qua lại tại nghĩa địa ngay ngã tư, xe nhiều lắm, nó coi mình như là vui của nó vậy á. Tại nó buồn lắm, đâu có chuyện gì làm đâu, cả chiều mặt trời vừa xuống là nó lên đầy. À, mỗi lần sư phụ đi về á, sư phụ không có sợ mà sợ nó cứ thấy ánh sáng nó bù theo, rồi cái mấy đứa nhỏ cái bên á, sư phụ đi đường khác không à. Thì ra mỗi lần mấy con ngang nghĩa địa đó phải xá, mong các chư vị sớm về với Chúa, đa số họ là người ngoại quốc đúng không, thì sáng nào có đọc kinh không có đọc kinh gán thuộc lộng câu đó để mình tránh cái tội giết người á. Đi vô nhà hàng tiệc tùng, đám cưới đám giỗ, người bạn của mình nó không có giới luật, nó không có đạo thiên tâm, cũng nó không có đạo Phật, nó không có dự, nó không biết đạo là gì, đi gọi là không có đạo,
thì nó thích ăn cá lội tươi để ngon, thích ăn tôm hùm út, nhưng mình đừng cản, tại vì cái sự giao hảo, cái sự hòa đồng là quan trọng. Mình đừng có để cho người ta nhìn mình là lên lớp họ, nhưng khi họ kêu ra cái quan trọng, ví dụ họ làm cái gì ta, tôm xào gừng, thì mấy con chỉ ăn gừng thôi, đừng ăn cái tôm, thấy không? Cái nó hỏi, ủa sao mày ăn gừng không vậy? Ồ gừng bữa nay ngon rồi, tôi ăn tôm tôi ngán rồi. Cái mấy con đừng nói là ô tôi ăn nó tôi bị tội, cũng là hư bột hư đường á. Mình phải thích ứng, Đạo Thiên Tâm là phải thích ứng đó. Ở trên món thiếu gì, cái tệ nhất là cũng phải có cơm trắng, chai nước tương với ớt rồi á. Mà con đừng lâu lâu quá nó không để ý, mình phải nhìn nó không để ý, mình đã bồm gắt, nó tưởng đâu mình ăn, nhưng mà thật sự ăn hay không tự mình biết nha. Cái vụ đi tiệc tùng quá trời luôn, mỗi tuần mấy con không biết ở Dynasty á, cái đi với mấy đại gia không à, thì mấy đại gia làm sao là mấy con tự hiểu rồi đó. Rót rượu chơi luôn, cho cũng để đó, rượu mạnh để đó luôn, nước ngọt để luôn, trà để luôn, cái gì cũng đồ mặn kêu ra để trước mặt sư phụ, tức là họ tốt với mình, ở gấp sư phụ cũng bình thường. Cái quan trọng cuối cùng sư phụ đứng dậy chỉ uống nước lạnh với nước trà thôi, giả bộ vô nhấp ngay, nhấp môi đâu sao đâu, nó đâu biết à, cứ thế mà làm nó chết đây là đâu, vừa được hòa khí đúng không, thì đó là thiên tâm là chỗ đó. Chứ không phải mình cao kiểu mình nói ồ tôi không uống rượu, tôi không uống bia, mình cứ kêu thoải mái giống người ta. Còn mình mà không kêu á, người ta không dám kêu, thì lúc đó đó cái chuyện mà mình uống đồ ta cũng khó lắm á. Mấy con có nghe cái chuyện mà mấy người đi chài lưới một cái làng chài sát sanh khủng khiếp, một vị Bồ Tát phải đo, phải quá ra một người tài công thiền trưởng á, cũng đi bắt cá cũng ăn như họ, rồi từ từ nói chuyện đạo cho họ nghe, họ bớt đi. Chứ còn nếu không, con không giống vậy con không có thể nói được. Sư phụ độ biết bao nhiêu đại gia chưa từng biết cầm cây nhang, mà hôm nay á cầm á là nhờ vậy đó. À sư phụ chỉ những cái đó, vô gia đình cũng vậy, bạn bè cũng vậy, bất đê cũng vậy, họ làm gì làm, đừng bao giờ cản, đừng bao giờ lên lớp ai, đừng bao giờ nói mình hay hơn. Mình mới học có một chút, chưa chắc là hôm nay họ chưa ngộ, chưa biết là họ dở hơn mình. Họ mà ngộ rồi á, họ hơn mấy con xa chừng luôn á. Đó là chuyện nói về ăn uống thôi, không tự tử. Dĩ nhiên là mình không có phá thai, không tự tử. Những người, người ta không có một cái gia đình họ thiên, người ta không có biết cõi tâm linh, không biết cõi trời, không biết Phật, đến khi họ đến đường cùng á, họ có thể tự tử. Tự tử là không có đầu thai được, tự tử bắt buộc là bị đọa liền á. Cha mẹ cho mình xác phàm để đi học, chứ không phải cho mình xác phàm để đi tự mình giết mình. Bất cứ lý do gì cũng không được tự tử, tại vì cái thần hồn lúc nào cũng muốn kéo theo, giây phút nào của dương trần dương gian thì họ kéo theo, mình không có quyền đó. Mình đừng có diện lý do là tội nghiệp, mình đừng có diện lý do là đau đớn, đau đã đau rồi, tội tội, nhưng mình phải cho cái thần hồn của người bạn mình, cha mình, anh mình, em mình, mình chỉ khuyên gán niệm Phật, mình chỉ khuyên gán về trời, trong giây phút đó là mình chỉ nói được vậy thôi. Thế mình đừng có nghe lời mấy anh bác sĩ. Đa số những cái nhà thương ở đây á, nó muốn rút sớm chị biết không, để bớt tốn tiền chính phủ á, không biết không. Thôi con không tin á, con không có mê, không bảo hiểm, con vô nhà thương đi, nó muốn mình chết sớm á. Mỗi nhà thương á, nó cố tình á, nhiều lắm á, để bớt cái chi phí đến đủ á. Nhiên phá thai cạm nên phá thai, người nào lỡ phá thai thì hôm nay cũng sám hối rồi, độ cho đứa baby đó nó hiểu đạo thì nó không có theo phá mình. Nó không theo phá là mấy con hư cả đời, giàu không giàu, nghèo không nghèo, muốn lấy chồng cũng khó, muốn lấy vợ cũng khó.
Giới thứ ba, không nói dối, không nói ra nói vào, không nói lưỡi hai chiều, không chia rẽ người khác. Không nói dối, bảo đảm mấy con mỗi ngày có nói dối. Thứ nào mà nói mình không nói dối giờ ta lên. Thế nó nào không nói dối không? Con hả? À, sư phụ tin con đi. Nhưng mà sư phụ cũng có nói dối á con. Cả sư phụ cũng có nói dối á. Nhưng mà mình nói dối có lợi cho người ta. Nhưng mà cũng đừng nên bắt chước kiểu sư phụ làm kiểu gì nó đã ngoại lệ với người thường rồi. Miễn sao mục đích sư phụ là lùa hết 96 dạng ít lưng căng về trời là được. Ở công đức sư phụ. Cái gạt của người ta mà chia chia trong buổi tiệc tùng á, hồi nãy giờ mày uống nhiêu, em uống nhiều rồi, cũng là nói dối đúng không? À, đủ kiểu nói dối, sư phụ nói dối mỗi ngày á. Không nói dối thì sao độ được mấy thằng nói dối? Không nói dối, không nói lưỡi ra vào. Cái quan trọng nói dối có lợi người mà bất lợi cho mình, tốt cho người. Hồi xưa mình không dám nói, Phật cũng có nói dối nha, gạt ngạ nàng đi cưới vợ mà cuối cùng bỏ con vợ giống như đám cưới á, rồi cuối cùng đi theo cho Phật tu, cũng là một cái hình thức nói dối vậy. Có một điều trên mạng, những lời sư phụ là thật tình, là những lời của chư Phật chư Thiên cho sư phụ lên đây lộ cơ là thật, 1000000% là thật. Còn mình dùng chữ nói dối không phải, sư phụ chỉ là theo thời thôi, thích ứng theo hợp thời hợp cảnh, chứ không phải là kiểu mà nói dối như mà mấy con nghĩ là nói dối trắng trợn, không phải. Sư phụ chỉ là hợp thời hợp cảnh để cho độ người thôi, còn mà nói dối mà thiệt á, sư phụ chưa từng. Sư phụ là nói thật không á. Ví dụ như những cái chuyện làm núi làm đạo, có những cái mình cũng không có nên nói thật nữa. Ví dụ như từ đầu cái núi mình bị đóng cửa, sư phụ mới nói dối là tại đang sửa chữa. Chứ còn nếu mà sư phụ nói tự vì tôi xây cái restroom nó không có đủ cho handicap, thì lúc đó người ta sẽ náo động nữa. Có những cái mấy con khó hiểu lắm, nhưng mà những cái mà hợp thời hợp cảnh á, sư phụ biết cái gì để mà sư phụ nói. Còn về đời sống với con bình thường á, cũng có cần những cái hợp thời hợp cảnh. Mình nói cho một người nghe, không phải mình vừa nghĩ ra cái gì mình nói liền. Mình biết người đó nói sai, mình muốn chỉnh họ, mà mình muốn nói liền cũng đừng nên nói. Phải chờ đúng lúc, đúng giờ mình nói cái đó em sai, cái đó anh sai, thì nó mới có hiệu quả. Chứ không phải mình nghĩ ra gì mình nói liền đâu. Nó ra nó vào thì biết rồi đó. Lúc trước nay mấy con bà tám bà chín kiểu nào không biết, thì mang hội thiên không có được nói qua nói lại. Người nào làm lỗi mình nói một lần xong. Mình không có được đồ lỗi của người ta. Tại vì mai mốt mình cũng vậy à. Tất cả chúng ta trước khi bỏ xác phàm không ai hoàn hảo hết. Chưa ghi sư phụ lúc mà cha ban cái đạo xuống thế gian ngày 16 tháng 3 năm 2017, sư phụ chỉ có thời tài danh sắc thực thì năm thứ đó. Sư phụ nói hoài vậy đó. Tài là tiền, danh là danh vọng đó, sắc là biết rồi đó, thực là ham ăn đồ ngon đồ này nữa, thì là ham ngủ. Nếu sư phụ phạm năm thứ đó, sư phụ tự quỷ xác. Mấy con đừng nên thời kiểu đó nghe. Mấy con cần có tiền. Còn tiền mà những công ty đưa hợp đồng vô, thì cái cách làm ăn của cái này á, nó đưa lên trên mạng, mỗi ngày nó cần bao nhiêu cái máy làm chip, thì nó đặt hàng vô làm. Cũng sư phụ cũng chưa từng có một salesman trong 40 năm làm cái nghề này. Ngày xưa sư phụ là kỹ sư, đi gõ cửa từ công ty xin đồ nó làm. Thì sư phụ là sale, mày cho tao đồ làm đi, tao làm rẻ làm lẹ. Thì nó thấy sư phụ thật tình, rồi có uy tín, ngủ ngày có 2 tiếng con biết không? Gần 20 năm trời, không có một ngày chủ nhật nào mà sư phụ không làm. 2-3 bộ đồ vest
trong xe, đồ chiên cũng ở trong xe, đổi đồ liên tục, đi đi gặp giao với khách hàng thì đồ bếp, đi vô hãng làm thì phải đồ chiên, thay đổi vậy đó. Thì sư phụ là sale từ đầu, tới ngày hôm nay họ có người làm sale thứ hai, đó là sư phụ lập sự nghiệp. Mà thời xưa nhờ hứa hẹn đúng giờ, uy tín, sư phụ chưa từng mướn một người salesman nào. Người ta cứ nghĩ sư phụ mướn người Mỹ salesman làm, không cần. Với thứ tư, không tham lam. Tham lam có nghĩa là gì ai cũng biết rồi, không? Nhưng mà mình tham làm, tham nhiều khách để mà mình đi giúp đỡ gia đình thì cái đó cũng ok á, đúng không? Còn tham á, mà mình cầm tiền vô sòng bài, mình muốn lấy tiền của thằng chia bài á, lấy tiền của Las Vegas á, thì thử tham với nó đi. Cái phần trăm mà mình vô sòng bài mình đánh á, là mình đã thua là trước mắt là 43% rồi. Tại cái bộ bài nó chia như vậy mà. Chứ nếu không làm gì có tiền điện mà nó chạy suốt ngày bên đó. Thấy có ai mà vô Las Vegas hay Reno mà thắng không? Đó là tự tham, mới tham đó. Tham đa số ai cũng còn, nhưng mà còn ít hay còn nhiều thôi. Mình biết đủ là được rồi. Nếu những con bầu ở Việt Nam á, mà họ biết đủ á, hôm nay họ đâu có bị đốt củi đâu. Tại vì tiền nó nhiều quá thì nó thành ra là một cái món mồi cho người ta đi săn á. Cho nên bộ vừa có một chút tiền nhiều là đổi xe măng hết, tao không có gì á, tụi mày đừng cướp tao, tụi mày đừng kiếm chuyện tao. Ai ra đồng nào là đổi xe măng với mua tượng không? Chứ không có để dư giả. Không tham, không trộm cướp, dĩ nhiên là không có đi ngó vô túi người ta, không có trộm cướp, không làm tiền người khác. Cái này cũng hơi khó à nha. Ở Việt Nam á, mua một cái chức 10 cây, 40 cây mà không lấy vốn lại làm sao được. Cái lương tâm của cái ông công an, ông đứng ngay góc đường, ông nói tao đứng ngay góc đường này được là tao phải tốn tiền 40 cây. Tao lấy 40 cây tao đâu có tội đâu, công bằng mà. Ông sẽ nghĩ như vậy đúng không? Nhưng mà cái ông trước thì lọt xuống địa ngục rồi, thì cái ông đó cũng lọt xuống địa ngục nữa. Đi hố lộ, đi bắt người ta, bắt một cách vô cớ để mà lấy vốn lại là có tội rồi. Không cần biết cái chức của mình mua nhiều, đứng ngay góc đó. Cho nên kỳ này ở dưới cầu nhiều lắm, áo vàng chói và áo vàng lật lợt cũng nhiều nữa. Không cho dây nặng lãi thì cái đó là ai cũng biết chuyện đó. Giới thứ năm là phải khiêm tốn. Khiêm tốn là mình nói rồi, mấy con lúc nào cũng giữ danh dự của cha của mẹ và cũng hãnh diện tôi họ Thiên, con của ông trời. Phải làm cho nở mặt thượng đế, nở mặt cha trời mẹ đất, thì mấy con cứ nghĩ nhiều thôi là tự động những cái thứ khác nó đi chung hết. Mình đi giao thiệp, mình đi bếp đê tiệc tùng, hay là mình đi bất cứ một cái nơi nào thì là mình đều khác thường hơn người ta. Mình không có lăng tăng lăng xăng, không có nói lung tung, nói những gì cần phải nói, cười lúc cần phải cười, nghiêm cần lúc cần phải nghiêm, chứ không phải lúc nào cũng cười. Lúc nào cũng cười thành gì hả? Lúc nào cũng lùm lùm im im là gì? Lúc nào cũng phải tì ra đúng không? Nhưng mà làm sao mình nghĩ là mình còn trời á thì lúc đó mình sẽ khác. Tại vì trong cơ thể của mình nó có hai cái luồng điện. Luồng điện của mẹ là cái chân chân thần của mình, là cái bóng ma đó là của mẹ tạo ra. Còn cái trí khôn của mình là chân linh, là do cha tạo ra. Mình có hai đó trong cơ thể mình rồi. Mình phải biết là mình con trời họ Thiên, không có nên làm cho những người khác
phiền về mình. Nói khiêm tốn, không ngã mạn, không tự cao. Lúc nghèo cũng không nên tự tự kỷ, gọi kia là ta tự bỉ gì kỷ vậy đó. Lúc nghèo cũng không có nên, cũng phải bình thường. Lúc làm triệu phú cũng không có nên cao ngạo hãnh diện. Mình nghĩ cái đó là cha mẹ thương mình. Hôm nay mình có một tiệm nail, ngày mốt mình có 10 tiệm nail, một hệ thống nail. Hồi xưa mình làm tháng 10.000, hôm nay mình làm tháng 100.000, thì mình có cuộc sống khá hơn, gia đình khá hơn, nhưng mình cũng phải giúp ít nhất 10%, 20% cho những bà con dòng họ xa ở bên nước Việt. Đâu có quá đáng, đúng không? Tại vì họ cũng có tài trí như mình, chẳng qua họ không có lọt qua Mỹ, họ không có cơ hội. Mình có cơ hội. Cái phước của họ, khi mình gửi tiền về, cái phước của họ tự động ở trên trời Phật đã giao qua cho mình, dùng cái bàn tay mình làm để mà đưa về cho họ. Cho nên cái số tiền mà con gửi về cho ông ngoại, bà ngoại, cô dì á, không phải là của con, là cái phước của bên đó. Tại cái nước Việt không có tạo cơ hội. Nhưng mà nếu về đức hạnh, chưa chắc đức hạnh của con á là cao hơn mấy người Việt Nam nghe. Nên khi mình nghỉ gửi tiền về Việt Nam á, mình đừng có nghĩ là mình hay à. Mình về bển á, mình đi múa này cho tôi thôi, đi làm ly cà phê cho tôi thôi, cái này sao giường này ga này giặt chưa rồi này nọ. Nó đừng nên, tự mình phải đi làm hết. Cái hộ về Việt Nam á, không ai biết cái hộ là triệu phú. Ở đây cái áo thun Costco 10 đồng 3 cái. Cái quần xà lõn, quần sọt, thế mà mặc cho tới 2 tuần lễ về Mỹ, đi lang thang, đi cái đôi dép cà sẹt ở vậy đó. Khoái vậy đó, nó mát, không có thích đi vòng vòng trong thành phố, cứ dưới quê ngồi dưới gốc cây, gốc sồi, bắt cái võng ngang vậy đó, chơi với mấy con cò. Tại đây mình đâu có dễ thấy cò đâu không? Việt Nam tiêu phụ khoái nhìn mấy con cò bê xuồng quá không? Nó có nhà tiêu phụ có mấy cái mương á, vậy vui. Mục đích là vui thôi mà. Giờ qua Hilton cũng có xong đó, cũng vui. Mà ở phía sau nhà qua đó cũng có mấy con cò nữa. Thấy nó y như kiểu Việt Nam vậy đó. Phụ nói với Mỹ Hạnh đó, làm 200 cái ghế thấp thấp mà không qua ngồi dưới cỏ mà ngay bờ sông. Chứ giờ bữa qua ngồi ai cũng ngồi dưới cỏ hết. Phụ ngồi dưới cỏ luôn. Lấy cái giày á kê lên cho đựng ướt cái quần được rồi. Vậy mà vui. Giới thứ năm là nó có cái phần là không hận thù ganh ghét. Khi mình giận ai á, sư phụ không giận ai quá 3 ngày. Về lục Phật, sư phụ ngày xưa mười mấy năm trước có thọ Bồ Tát giới là không giận ai quá 3 ngày. Mấy đứa con hôm nay đạo thiên trong cái giới thứ năm này có đó, mình tập cái đó đi. Mình giận người ta quá 3 ngày á, coi chừng mình bị ung thư giận á. Có. Mình giận người ta đâu có biết đâu. Cho nên người ta có làm gì dữ lắm á thì cũng xong, qua 3 ngày xóa xuồng làm lại. Lúc nào mình cũng để cái tâm của mình nó bình thản như nè. Như cái bản vậy, ngày nào cũng phải viết cái chữ mới vô. Đừng có để chồng chồng lên. Thì con người mình sống rất là bình thường, thoải mái. Không có nên được giận này quá 3 ngày. Không mua toan hại người thì cái đó biết rồi. Không uống rượu say sưa, nghiện ngập cờ bạc. Cái này căng rồi nghe. Bảo đảm trong các con đều có đi tiệc. Mấy chư thần, mấy chư tiên, mấy con có biết là tiên ông không? Cũng uống rượu, đánh cờ với mấy ông tiên. Mình sư phụ cúng mấy ông thần cũng có cúng rượu đúng không? Địa tiên mấy ông uống rượu mà mấy con cúng nước chả không cũng ok. Nhưng mà không phải. Xưa trên núi mình cũng vậy, chân thần á, thì ổng phái cà phê, đứa nào làm cà phê ổng không phái mỗi ngày. Nhưng mà ổng cũng cúng, không phải có một chút rượu. Cho nên đừng nghĩ là cái gì mà mình cũng chấp quá đó thì nó lại không có đúng.
Cái quan trọng là chánh đạo hay tà đạo là do cái tâm của mình. Trên chợ hội bàn nào hay là hội tia gì tủ tiên gì đó hay là có thiệt á, thì mấy con đi tùy tùng nhấp nhấp chút thì không ok, đừng có để làm sao cái đầu mình nó xỉn say được rồi. Xỉn say tức nghĩa là mình mất đi cái lý trí của mình á, thì cái đó đó thì mình làm chuyện sai thôi. Khi mà mình nắm được cái căn bản là giao du giữa dòng đời, nửa đạo, thiên tâm là nửa đời, nửa đạo, mà mình làm cho mọi người vui là tu rồi đó. Mình làm cho mọi người dị ứng mình thì hơi là khác thường á. Mấy con đang mặc đồ này, một chút mấy con qua chùa thấy chừng 200-300 mấy bác cứ nghiêm trang mặc áo tràng, mấy con có dám sắp lại tới làm bạn không? Đúng không? Mấy con hiểu không? À, rồi mấy con đang có đứa ăn theo ngày ăn chay, mà ngay ngày đó mấy con là ngay ngày ăn mặn tam tịnh nhục, vô thấy người ta ăn chay không thì mình ăn chay luôn thì tốt. Lỡ cái bà ngồi kế bên bà hỏi con ăn chay bao lâu rồi hả, thì con phải nói thật, đạo thiên không có nói láo. Tôi ăn tam tịnh nhục, bảo đảm con sẽ làm cái bát đó giận liền đó, hợp ý liền đó, đúng không? Thì tốt nhất khi người ta hỏi mình không trả lời, mình không có muốn nói láo nữa, mình cười mình nín giả bộ tôi đi bếp cơm. Cái Phật tử á, họ so đo dữ lắm á con. Tôi bộ tu với họ mười mấy năm thì họ biết không phải dễ sống với Phật tử đâu. Họ được một chút giới luật, một chút nghiêm trang, một chút thanh tịnh là họ lên lớp một đống người á. Chú phụ không có ăn vậy, thiên không có ăn vậy. Thiên ra đời phải xuất chúng, hãy làm cho cả gia đình mình, con mình có tiền đi học giàu có, ra đường phải ăn mặc cũng chỉnh trời, không có được mặc sụp sệ. Mấy con không có tiền mua LV thì ok, có cũng phải nên mua để không phải mình xài sang, nhưng mình đi vô những cái chỗ để cho người ta đừng coi thường mình. Người ta coi thường mình thì người ta, mình tạo cái ngã cho họ đó. Mình sống hòa đồng với đời là như vậy, chứ không phải là hụ suối để mình mấy con xài sang nha. Nhưng mà tùy theo mỗi người. Sư phụ đi những cái nơi Mỹ, người Mỹ không bao giờ biết cái tâm sư phụ là người tu, cứ nghĩ sư phụ là người super businessman lắm. Sư phụ nói chuyện bình thường, mình giữ giới là mình miếng sao, mấy con đúng giữ giới, nhưng mà ra đời phải thích ứng là như vậy. Nghiện ngập cờ bạc là biết rồi, hai cái bị cái nghiện ngập với cờ bạc đó, nó khó trị lắm. Nhưng mà ở trong các con, những chồng hay là bạn bè anh em, đứa nào mà có dính nghiện ngập cờ bạc đưa tới sư phụ, sư phụ sẽ trị hết được đó, phụ bảo đảm luôn. Nhưng mà nó phải chịu ngồi nói chuyện, phụ có cách. Nhưng mà nó phải chịu tới hay không kìa, thì phụ phải có vợ nữa nghe. Tại sao? Phụ chỉ nói hai cái căn bản, tại sao họ nghiện xì ke, nghiện cần sa, nghiện rượu, nghiện quán nhậu, nghiện nhìn mấy con gái ở quán nhậu cẳng cao đi lon ton, nó cũng là nghiện. Tiếng ồn ào, mình karaoke trong nhà trong này thì để cho nó có sự thay đổi không khí khác. Có những người đi nghiện karaoke chiều nào cũng đi ca là khác nghe. Nên mỗi chuyện mấy con phải coi cái sự việc nó khác. Thì mấy cái đó là sao? Là vì họ rất là cô đơn, trong cái tâm rất là trống rỗng, mà họ cần có một cái gì để lấp lại. Muốn lấp lại là gì? Chỉ cái họ thì ngồi thiền trước là từ từ đầy, chỉ từ từ lên, khoan á, do đọc kinh khoan á, cho họ thiên khoan này hết, cứ lên trên núi ngồi nhìn vô cái tượng, nhìn chừng 3 lần mà lên núi, bảo đảm á chưa hoạt độ liền á. Hồi từng chị mấy cái thằng mà nghiện hung dữ hết luôn á, nó nhiều kiểu lắm, nhưng mà nó có cách. Chẳng qua họ cứ lông tông ngoài đường rồi gặp bạn xấu không à,
rồi gặp những cái người tốt á, lánh né nữa, thì họ mặc cảm, rồi từ mặc cảm cái một ngày tăng đô rồi tăng đô, rồi từ từ cái tuổi thọ giảm, rồi chết đòi địa ngục. Con thấy phí cuộc đời không? Phí á. Khi đã đi không có đúng đường rồi, tàu đã đi lạc hướng rồi, thì nó sẽ bị đụng vô đá ngầm, hay là bị cái lốc cuốn á, chìm á. Cờ bạc cũng vậy thôi. Em trai hay em gái? Em có con là em trai hay em gái? Hả? Nó không có cần phải lên núi Thiên Long Sơn, chỉ cần qua bên đó nói cho hồ kêu nó qua rảnh thì cứ mở cửa lại cha lại mẹ bển cũng được nữa. Chịu khó chạy xuống đây. Ở đây tất cả mấy con ngày xưa giờ cờ bạc đó, hôm nay mang họ thiên rồi, chấm dứt. Muốn cờ bạc thì cứ việc cờ bạc, nhưng mà cờ bạc chơi mấy con chip trong nhà gia đình thì ok, đừng cờ bạc tiền thiệt. Tại tiền thiệt á, tiền là gì mấy con biết không? Tiền là tiên, là Phật, là mật ngọt gì đó, là máu á, là ruột á. Móc tiền ra hồi nóng máu hồi gia đình gây lộn nữa, cho nên có đánh chơi lại. Cái hội thấy hiện giờ nè, có những đại gia, những người ấy người ta cũng đánh hồi á, đánh lên một đêm 5-10 nghìn đô như chơi á, có nhiều lắm hiện giờ á. Còn lâu lâu, ví dụ như đi gia đình, đi Las Vegas chơi cho vui để mà hòa đồng với bạn bè ở xa tới, mấy con trên đường tới, mấy con xét ok 1.000 đô thôi nghe, thì vô đặt cái gì đặt, thua ăn thua vậy 1.000 xong, đừng có nóng máu mà móc thẻ ra là mệt á. Thì mấy con có quyền đó, để cho mình có cái sự hòa đồng và mình biết là mình sống thế gian, mình thích ứng thế gian, chứ không phải mình quên mùa dốt nát, hiểu không? Tại vì thí dụ một người anh em bạn gì ruột hay chú bác ruột ở xa tới, họ có cái tánh đó mà con không có tánh đó, con sẽ làm cho họ tình cảm gia đình nó bị sức mẻ đó. Mình không muốn cái đó. Cái quan trọng họ thiên là phải thích ứng để cho cái người kia được vui. Rồi từ từ họ thấy cái phong cách mình á, họ mới hỏi à, ê hả đéo gì vậy? Rồi nói là từ lúc đó họ chịu nghe con nói, con bắt đầu con mới nóng. Rồi sư phụ tôi dạy vậy, cha mẹ tôi dạy như vậy. Cha mẹ là ai vậy? Ông trời á. Ông trời là ai vậy? Ông trời cũng là cha của mày luôn á. Lúc đó họ mới giật mình, đúng không? Chứ còn lúc đầu mà họ vừa bay qua thăm con mà con nói mấy cái này là xong, hư bột hư đường. Hey, tao muốn đi Las Vegas mà chở tao đi, mà tao chỉ mong con gì, con cứ việc chở thoải mái. Chứ còn vừa qua, ê, tao có giới lực, tao không có vô sòng bài được. Xong, mấy Phật tử bảo đảm bà nói vậy đó. Không tin không? À. Thí dụ, qua cái, nó, ô, mày làm buổi barbecue, tao mời mấy bạn tao ở vùng này tới, cho nó mở barbecue. Ok, thịt bò Korean, hay là con mực, thì nó đã chết rồi, đúng không? À, vậy thôi, đơn giản vậy đó, cho mày barbecue. À, cho nó uống bia thôi, đừng mua mấy cái rượu 45 độ, chi nó uống nó nóng lên hồi nó loạn trí. Vui thôi, nghĩa là con thích ứng, nhưng mà mình control, đừng có để cho mất cái hòa không khí trong nhà. Cái phụ nói mấy này lên mạng bảo đảm có người chửi. Cái phụ nói ăn chay niệm Phật thì đúng, mình ăn chay niệm Phật, nhưng mà ngoài đời có bao nhiêu người ăn chay niệm Phật? Con muốn độ hết chúng sanh 9 tỷ người trên thế gian này, con phải làm như thế nào? Độ con cọp á, sư phụ cũng đầu thai thành con cọp á. Con cọp nó có đói bụng không người ta? Đói bụng nó ăn gì? Ăn cỏ hả? Nó không phải đi kiếm con nai nó cắn cỏ nó ăn đúng không? Mà lựa con nai nào á, nó muốn về là nó muốn tiến quá. Ê cọp, ăn tao đi, rồi tao tiến quá lên chút thì nó cứ qua nó lại, ăn qua ăn lại. Cho nên thời nay á, Phật tử với thầy á đi chung vô sở thú là cũng là giống vậy, ăn qua ăn lại. Hồi xưa ông dụ tôi
gậy quỷ cho ông. Hôm nay á, ông phải làm mồi lại cho ông làm heo rừng cho tôi cắn lại. Thế là qua cứ về cứ qua cứ về. Nhân quả mà. Đạo thiên tu tự tâm, tu từ ý nghĩ, tu từ hành động. Quan trọng nhất là phải hòa đồng với môi trường của mọi người. Khi ra đời, nghề ra nghề, ngõng ra ngõng. Lúc nào tu thì tu, lúc nào đời là đời, lúc nào đi là đi, lúc nào chạy là chạy. Chứ không có vừa đi vừa chạy cờ lết. Hiểu không? Đó là vậy. Cũng không có cần tỏ vẻ nữa. Ví dụ mình gặp một người con giáo, hỏi con có đạo không? Mình nói tôi có đạo tâm. Thì họ sẽ nghĩ như sao? Đạo tâm là họ tưởng là mình giảng với họ là cái tâm, đó là thiên tâm đó con. Đúng không? Mình đừng nói chữ thiên vô, mình nói tôi có đạo tâm. Giờ gặp người đạo Phật, đạo công giáo, bất cứ đạo nào, hay là một người bạn bè hỏi mình, ê mà không có đạo gì chứ, tôi có đạo tâm. Nhưng mà đừng nói chữ thiên, để từ từ mình đã nói đúng không? Chỗ thiên tâm vô là bắt đầu họ dị ứng lên liền á. Mình mới đi nhẹ nhàng từ từ thì cười bác con dạ. Tôi có đạo tâm, ai cũng là đạo tâm hết. Ông chữ thiên là ông trời là cha rồi đó, họ dị ứng cha. Số 7, không tà dâm không ngoại tình. Bên công giáo họ có làm sai ngoại tình gì thì họ nghĩ cuối năm đi rửa tội ông cha, kéo cái màn xuống, cái ông cha ngồi trong nhà sinh room, cái con chiên đứng ngoài đâu nhìn thấy mặt ông cha, có miếng khăn mà, tại bà xã cũ sư phụ đạo ông giáo, bà về bà xin tội bà kể cho phụ nghe, cái bà nói bữa đó lỡ đi tiểu, đại khái nói ông đóng, nói thật tình ổng, ổng ngồi trong cười khà khà. Thôi cha thay mặt Chúa xá tội cho con. Thế mà 3 tháng làm lại tiếp. Đạo thiên không có như vậy nha con. Xưa nay mấy con không mang hộ thiên thì thôi. Mang hộ thiên thì mình biết sư phụ nó chẳng cán lắm. Lúc nào cũng có thiên long bát bộ, cũng có chư vị Bồ Tát, chư thánh, chư thần xung quanh các con đầy á. Mình đừng có lúc nào họ thiên á, mình đi chỗ không người là chỗ đó đông người nhất á. Mấy con tin vô hụ đi, mấy gì biết hết á, đừng có tưởng là mấy gì không có biết. Phải né. Trừ trường hợp mình chia tay thì là khác nhé. Xã hội thời nay á, cái nạn này là quá trời luôn ở Việt Nam. Mình nói cái này nó bao la lắm. Có cái số 7 nó có chữ không tà dâm. Dâm có nghĩa là cái gì? Sáng ăn vô, chiều dục ra. Đó là lời Phật. Thân tứ đại mà. Con nghĩ bao nhiêu vị thầy. Bộ mấy ổng mình nói chuyện này hơi tế nhị. Mấy ổng để cho gọi lại gì ta biết không có chuyện đó. Khi sáng vô dì dục ra có nghĩa là cứ để nó tự nhiên, nhưng mà cái đầu đừng nghĩ cái chuyện mà phái lạc đó. Khi mình vô chùa mình tu mặc áo vàng cũng vậy, nó là một cái tuần hoàn tự nhiên. Nhưng có những con người á dùng cái đó để mà làm vui á, đó là bị tội á, mới phạm vô tội tà dâm. Có nhiều người còn dùng vô những cái chất kích thích nữa thì không có nên, cứ bình thường thôi. Tại vì khi mình dính vô cái đó nhiều á, nó ghiền á, không giống như tăng đô ghiền, thì lúc đó mình sẽ không còn giữ được bất cứ giới nào hết. Còn cái cơ thể nó tuần hoàn tự nhiên thì để nó tự nhiên, nhưng mà lúc mà đó đó mình đừng có nghĩ tới chuyện đó. Số 8 cái này căng nè.
không sợ nghèo, không sợ già, không sợ bệnh, không sợ chết. Có ai trong này không sợ nghèo không? Chị cỡ tuổi đó chị đâu còn làm nữa, lãnh tiền chính phủ nhiêu là nhiêu thôi, còn gì nghèo giàu nữa, đúng không? Không cần giơ tay. Nói trẻ kìa, ai không sợ nghèo? Người mà không sợ nghèo á, người đó sẽ giàu á. À ừ, ngộ lắm. Quan trọng nhất mình giữ tâm mình đời sống thanh đạm, biết đủ. Mình đừng có nghĩ là ô tôi phải hôm nay tôi làm income 3.000, giữa neo 3.000 part time, tôi phải đòi 30. Cái mình nghĩ 27.000 này tôi phải làm chuyện này, tôi phải để dành làm mua nhà này, tôi phải gửi dựng anh 5.000. Đừng có tính cái đó. Mình tính theo khả năng của mình á, có làm được hay không. Còn nếu mà mình tính mà không tới á, mình dễ đi sai đường lắm. Khi khi mà có cái giới thứ 12 á, đọc kinh ngồi thiền á, cái ngồi thiền là cũng là quán chiếu nha. Mình quán 7 giờ, quán 8 giờ, quán 9 giờ á, mình quán mà cái đó đó thì nó cũng quán luôn những cái công chuyện làm ăn của mình luôn. Thì là những lúc đó mình ra những cái ý kiến rất là hay á. Ồ, thay vì tôi hùng với đứa này bạn này bạn kia, tôi không hùng. Hùng hập á, 10 người á là ly dị hết 10, gây lộn hết 10 á. Tại vì khi hai người bạn thân với nhau từ nhỏ tới lớn, không có tiền thì thân nhau, khi có tiền rồi thì cắn nhau. Con nghĩ hai con chó đó nó đói, anh em hai con chó thường ngã liếm nhau không, mà khi nó đói con thấy cục xương hai con cắn nhau liền. Con người mình không có phải phân bì như vậy, nhưng mà nó tế nhị hơn, nó cũng gần giống vậy đó. Cho nên làm gì làm, phụ khuyên á, hùng á là phải có cái điều lệ đầu tiên, giao ước. Tao vô 8 tiếng, mày cũng 8 tiếng. Tại vì một đứa nó sẽ làm biếng, nó nghĩ là đắt hàng rồi, cái nó nghĩ nhỏ này tánh tốt á, cái nó từ từ lạm dụng. Thì lúc đó hai cái tánh khác nhau thì lúc đó sẽ là gây lộn. Ngày xưa khi sư phụ lập nghiệp năm 1993, sư phụ có rất là nhiều khách hàng. Sư phụ người ta thương, người ta đưa đồ. Rồi có hai thằng partner, nó cũng làm rất là giỏi. Nhưng mà sư phụ đưa đồ về thì hai thằng này nó ăn chơi, nó không có chịu làm. Mỗi một ngày á, nó chạy xe van trong cái building nó đậu vô. Cái nó giỡn mấy con nhỏ tàu mà vô học sinh, nó làm ăn gì trong đó mình không biết. Nó cứ chỗ làm ăn mà nó cứ như vậy, rồi nó không có chịu chạy ra đồ. Một thằng có công chuyện chứ phụ lo gì giấy tờ với lo gì đưa đồ vô, nó thì nó mới lo máy móc với lo này nọ. Cuối cùng á, sư phụ làm có mình, sư phụ không có nói gì hết, sư phụ khuyên á mà khuyên không được. Tới một ngày sư phụ kêu hai thằng lên nói, ok cái hãng này thời đó trị giá, tụi mày cho giá đi bao nhiêu. Cái nó ngồi nó ok rồi trị giá 300.000, vì mỗi thằng 100.000 phải không. Một, tao là người muốn ly dị với hàng bày á. Cái nó quảng hồn, nó sao vậy? Tao thấy không xong. Tụi mày thấy tao hiền, tụi mày vừa lấy đồ về, tao làm thứ bảy chủ nhật, tụi mày tối ngày cứ ôm gái không à, còn đi vô trong hãng ăn chơi nữa. Ô đó đâu có nhầm gì, mình đâu có trách họ, nhưng mà cái tầm nhìn á, chỗ nào làm ăn mà làm ăn, tụi mày đi khách sạn đi không, nó cứ đem chiếc xe van vô là vậy. Bộ trưởng có nổi, tao anh hùng, tao cho tụi mày là the first option, tức là giống như súng cowboy vậy á. Sư phụ bỏ súng vô bóp, tao cho mày bắn tao trước á. Có nghĩa là nếu mà thời đó mà nó thôi sư phụ 100.000, sư phụ chậm 100.000 thì hôm nay mình không có hãng 1 tỷ rồi đó bạn. Cô cho hai thằng, cái nó về nó suy nghĩ 3 ngày, cái nó đúng ngày hẹn, nó vô ba thằng ngồi, bây giờ sao?
Ok rồi, Kiệt mày đưa tao 100, Kiệt mày đưa tao 100, hai thằng nói vậy để nó ra. Thì lúc đó thiếu hụt không có tiền đưa, thiếu hụt đi chạy đôn chạy đảo khắp tứ phương cũng không đủ. Nhưng mà thôi phải thôi, cuối cùng thư phụ mượn này mượn kia vàng dòng bán đồ này nọ. Ở đây nó có chỗ mà cầm mấy chiếc xe cho mình tiền lãi 20 chấm luôn á, nó có. Cầm luôn mấy chiếc xe. Rồi tao thôi hai thằng ra. Rồi lúc đó một mình sư phụ mới cầm cái tay lái và đổi tên hãng lại tên của sư phụ. Đó là câu chuyện. Cho nên sư phụ kinh nghiệm những cái hình hùng thật đó. Tất cả các con họ Thiên á, ra đời hay đạo, cô đã mở đường. Có bất cứ chuyện gì cứ nhắn tin, phụ sẽ cho ý kiến. Phụ đã trên chiến trường, phụ đi ra tòa với luật sư nhiều hơn các con ăn cơm đó. Phụ là luật sư luôn nữa đó. Cho nên có những cái mà mấy con không có hiểu về luật lệ đó, thì khỏi phải tốn tiền hỏi với phụ. Không sợ già, ai cũng sợ già hết phải không? Sợ già không? Sợ bệnh thì sợ, chứ sợ già toàn nghiệp phải sợ. Rồi có sợ chết không? Không. Ở trong 350 giới của Tỳ Kheo Ni á, mà là mấy người tu á, mình mà qua cái này nữa mình coi cái cõi này nó vô thường lắm. Tại vì mình là thật sự là vô thường, mà mình là một giấc mộng dài một đời người, đúng không? Thân này là vô thường mà, mất mới thì phải sợ. Chỉ sợ bệnh làm phiền thân nhân thôi, chứ ngoài ra mình không sợ gì hết. Cái gì nó tới là nó tới. Phước nghiệp, mình cứ nghĩ là mình có phước có nghiệp, có cha có mẹ có Phật. Cho nên mấy cái này á, ngoài cái sợ của mình, khi đã ngoài cái tầm tay của mình thì mình đừng có cần phải lo, không có cần phải giới luôn nữa, cứ để nó tự nhiên. Có cha tính, mẹ tính, chư Phật tính. Số 9, không nghĩ vào tài sản của cha mẹ hay người khác, không được lười biếng. Ở đây sư phụ bảo đảm tất cả các con không có lười biếng. Cái là mình không ỷ vào người khác. Thật sự mình là tị nạn qua đây hay là đi bảo lãnh qua đây, mình từ bàn tay trắng là có cuộc sống. Mình không phải là con ông cháu cha hay là giàu có gì. Thì mình mấy cái này là đa số mấy con không có bị cái này. Ở Việt Nam là bị đó. Để cho nó qua cho lẹ. Thứ 10, không kỳ thị, phải hòa đồng với tất cả tôn giáo. Cái này quan trọng á. Người công giáo họ có cái luật, là vì cái đạo của họ rất là tốt, nhưng mà rất là khuôn khổ, là vì họ chỉ muốn không có những người đi ra ngoài đạo để số lượng. Còn đạo của cha là đạo gốc. Mình không có nói là vô phát kinh của Phật giáo hay của Thiên Tâm giáo là phản Chúa, mình không có nói như vậy. Công giáo cứ vào một anh em, Phật giáo cứ vào một chị em, Hồi giáo cứ vào một tiểu muội, đại khái mình không có kỳ thị. Mình càng phải học kinh Koran, mình càng phải học kinh Cũ Ước và Tân Ước để mình hiểu thôi nha. Cái nào chúng xa trong đó, kinh Tân Ước Cũ Ước nói trái đất này thẳng, mà xưa Phật nói trái đất này giống như cái đầu của ngài anh em là tròn tròn dẹp dẹp á. Chọc á. Rồi mình không có kỳ thị. Mình là cái gốc, mình là cái thân cây. Cái thân cây, tất cả nhân loại đạo trên thế gian đều là do cha ra hết, không có đạo nào sai hết. Nhưng mà mình đang là cái gốc cây, mình là một đại đạo trong tương lai, một cái đạo thống nhất tất cả các đạo. Nếu mình kỳ thị mình sẽ không thống nhất được họ. Lúc nào cũng nên giữ cái lập trường đó. Chiếc thuyền lớn không bao giờ đụng chiếc xuồng con, đụng là xuồng con nó chìm. Mình là thuyền lớn, mình là đi thẳng từ cha từ mẹ từ thượng đế lập ra đạo này.
Đức Thầy lập qua lập đạo Hòa Hảo, Đức Thầy lập đạo Bổ Sơn Kỳ Hương. Nhưng Đức Thầy cũng là dân lệnh cha lập ra đạo Thiên Tâm. Ngài sẽ giải thích. Bên cao đài, Ngài Phạm Công Tắc, Ngài Lê Minh Chiêu, Ngô Minh Chiêu cũng tuân lệnh của cha, nhưng bên đó hiện giờ chưa có giáo chủ đúng không? Chờ mắt thứ ba không? Chờ thiên nhãn đúng không? Nhưng mà cha chưa có một người ấn định xuống để mang sắc phàm. Phải có sắc phàm lập ra lịch sử giống như Phật Thích Ca, giống như Chúa. Phải chịu đau, chịu đớn, Phật phải đạp gai, Phật phải ăn đồ ăn của ngựa. Thì nó có cái lịch sử, thì nó mới gọi là chánh đạo. Đạo Thiên Tâm hôm nay là đại đạo của cái thời đại Hoàng Kim của Phật Di Lạc. Thì mình phải hãnh diện cái đó. Thì cho nên mình không có kỳ thị. Mình kỳ thị là mình đẩy họ đi xa. Đó, thôi giải thích vậy. Mình học để mình hiểu, chứ không phải mình học để mình theo. Tại vì mình đã siêu rồi. Bây giờ con qua con học Hồi giáo Kinh Quran. Họ đâu có nói là có nghiệp. Họ đâu có nói là thần hồn đi từ xác ông Saddam Hussein rồi đi qua thành Putin đâu. Có đó nghe. Cái thần hồn có thể đi bất cứ quốc gia nào, đầu thai bất cứ quốc gia nào. Nhưng mà những cái kinh từ đạo Do Thái nè, là do ông gì ta hoặc là liền không có nhớ tên, thì với đạo Hồi giáo, đạo Công giáo và đạo Cơ Đốc giáo đều là một nguồn gốc. Một nguồn gốc ngày xưa các ông gì tử như giờ có anh chút xíu thường hay nhớ lại. Ở bên Do Thái, ổng chỉ là nằm mơ truyền tin thôi, không có thật như sư phụ ngày hôm nay nữa, mà lập ra ba cái đại đạo trên thế giới rồi. Nghĩa là có một chút xíu gọi là linh thiêng thôi đó. Giống như ông Mohammed, có một ngày ông nằm mơ ông thấy mấy vị thiên thần đi trên trời một cái ông vô hàng cái ổng, ổng người đầu tiên lập cái đạo, người đệ tử đầu tiên là vợ ổng. Là hôm nay đạo Hồi giáo khắp thế giới rồi đó con. Rồi bên Công giáo thì Chúa 30 năm làm người không ai biết ngày lại. 3 năm cuối cùng hiền lành, lành hiền. Chỉ là đưa tay kêu ta hiền lành, lành hiền thôi. Chứ không có một cuốn kinh Thiên Tâm, cũng thời đó cũng không có cái dấu hiệu. Rồi cũng chẳng có cái gì hết. Hai cuốn kinh thời nay bên Công giáo học là Chúa bước tới, Chúa bước lui, tới lui, lui tới ngang dọc. Đó là lịch sử của Ngài làm cái đó. Thì họ học tới ngày hôm nay. Họ không có như kiểu mình đọc thần chú Lăng Nghiêm, đọc Bát Nhã để mà sáng tâm, đọc kinh Chủng Đời. Thiên Tâm có Tam Đại Tạng Kinh. Tam Đại Tạng Kinh mấy con chỉ cần một trang của trong Tam Đại Tạng Kinh thôi thành Phật rồi, chứ không cần nguyên một cái tạng kinh khác. Trong cái bài Kính Thiên thứ hai, mẹ có nói tu theo Di Đà Quan Âm, thời nay thầy làm sai, cái kinh Phật đã lưu truyền mấy trăm nghìn năm không có sai. Hôm nay chỉ là biết cái gốc, mình thờ Thượng Đế duy nhất. Tại vì ai cũng kêu ông trời, ai cũng kêu ông trời. Thế gian này Công giáo, Phật giáo và Hảo giáo, người không đạo bởi vì cũng ôi trời ơi, oh my god, kêu cha tối ngày. Thì hôm nay mình mang dấu hiệu của cha là dấu hiệu Thiên Tâm đó. Số 11, không mê tín gì đó, không gia nhập đảng phái, không hoạt động phi đạo đức, không bùa ngải thư ém. Hôm nay ngày tận thế, ma quỷ ngủ thú nó vô nước Việt nhiều, nó làm bất cứ cái gì mà để đạt được cái lợi và cái mục đích của họ. Hết bùa này thầy kia thần chú nọ con thấy tá lả trên mạng, rồi đi về Việt Nam phải cẩn thận. Bùa ngải nhiều lắm, mình dính vô đó là mình phạm á. Mình chánh đạo, mình đọc Lăng Nghiêm, mình đọc Hợp Chú cũng giống như mấy Phật tử, nhưng mà mình khác Phật tử một chút. Mấy con có cánh, mấy con giống như lính Navy Seal, họ cũng như lính bộ binh vậy. Buồn nói thật,
bộ binh á, nghe đi, để mà tự ái. Mình là Navy Seal, tâm mình bao la hơn, mình không có kỳ thị tôn giáo, mình vẫn đọc kinh của Đại Thừa, mình vẫn tuân giới luật. Mình còn khó hơn nữa, 12 giới con nghĩ ngũ giới của Đạo Phật cái nào khó hơn đây à. Nhưng mà mấy con có thể làm được bao nhiêu trong này? Hầu như làm được hết đúng không? Đâu có khó đâu, đâu có cần phải Bồ Tát giới 32 giới rùm xì beng này nọ. Về đâu có cần ba món trong Bồ Tát giới. Ai có ba cái đồng hồ Rolex, có cái thứ tư là phải cho, không cho là hủy hết tất cả công đức tu hành ba giới đó. Con có làm được không? Hơi phi lý ha. À, bên 12 giới không có đó. Con có ba cái thì con đeo ba cái, bốn cái là cũng vẫn của con. Con không có cái nào? Không có. Không có thì không đeo. Nhưng mà bên Đạo Phật á, mà mấy người Phật tử mà tu giỏi mà Bồ Tát giới đó, là cái gì mà trên ba là phải cho. Còn mấy thầy thời nay đó, nhiều khi mấy ông có ba bồn, mấy ông muốn bốn bồn nữa, đừng nói chi mà cho bớt con bồn. Vật đồ vật chất đó thì khỏi nói. Mấy con nghĩ có giữ giới nổi không? Có ba chùa thì muốn ra bốn chùa, bao nhiêu đã là sai giới rồi. Đừng có tưởng là sư phụ không nói thì đụng chạm, nói để mình có cái sự hiểu biết đó. Có một lần cái ông thầy đây nè, không có quá nhiều chùa luôn, cái sư phụ nói sao thầy cứ xin tiền xây chùa sửa chùa hoài. Người ta mở bún bò Huế thì phải ra tiệm bún riêu rồi qua quán phở chứ, nó đắt hàng. Mà ông nghĩ như vậy á, giống như là quán ăn vậy đó, chùa cũng như quán ăn vậy à, mở nhiều quán ra rồi đổi nhiều kiểu. Con nghĩ làm sao? Nhưng mà cái ownership, cái thay đồ của cái chùa là tên của mấy ông Phật tử, đâu phải tên của Phật tử, đâu phải tên của giáo hội đâu. Mà mỗi một ngày mà đóng góp á, mỗi đứa 300 trên cái bảng danh sách cửa nghe, mà đóng xong pay off thì mấy ông phải làm chỗ khác để đóng tiếp. Cứ thế mà làm. Thì con nghĩ là Bồ Tát giới ba nhà mà cho lên cái nhà thứ tư có cho không? Không có dám cho đâu. Nên sư phụ thấy nó không có thực tế. Thứ 12 là cái cuối cùng. Mấy con làm gì bận biểu cái nào cũng cần biết. Mấy con thương cha là Thượng Đế, thương mẹ là Phật Mẫu, thì giúp sư phụ mỗi ngày ngồi thiền nửa tiếng. Đọc kinh á thì nó hơi lâu, nhưng mà tệ nhất á con ngắt khúc chót là 36 lại sám hối, nó không có tới 5 phút nữa. Nhiều đó thôi sư phụ cũng vui nữa. Còn khi nào sư phụ con rảnh rỗi lắm á thì mấy con đọc từ kinh Địa Mẫu xuống. Còn căn bản tệ nhất là cứ 36 lại sám hối, ngắt cuốn kinh cuối cùng. Sư phụ muốn xuống tại nha, nhưng mà phụ phải nói để con có cái sự option. Chứ căng quá ngày một tiếng mấy nó hơi nhiều quá nghe. À thì thụ cho nó option đó, tức là cứ ba âm lại sám hối thôi, thụ là vui rồi. Để mình ngồi thiền, phải ngồi thiền, ngồi thiền mình mới biết được con của mình hôm nay nó có làm ông quốc, nó có đi chơi, nó có cúp cua không, thằng chồng mình đi ra đường làm gì. Tại trong thiền nó tự nhiên cái linh tính của con á phát hiện được á, cái tâm con nó không bị rối loạn, là cho đời sống của con á, và đồng thời cũng là cho cha mẹ vui yên tâm. Và đồng thời ngồi thiền để mình biết bữa nay mình ra đường mình giao du mình làm gì, ngày mai mình có ý định mở tiệm hay đóng tiệm hay là làm gì, thì cũng là có lợi cho bản thân của gia đình trước, các con trước. Đó là cái cuối cùng.